chướng khó chịu thiệt chứ. Mặt mày thì nổi toàn là mụn nhọt. Chào xoài. Ủa, sao hôm nay nhìn em có vẻ nhợt nhạt quá vậy? Dạ, mấy nay cơ thể em cứ mệt mỏi lắm anh Huỳnh Đông ơi. Chị Xoài ơi, em mua cho chị món khoái khẩu, khoai tây chiên nè. Sao chị dặn em đừng có mua nữa mà. Ôi, ai cũng biết chị khoái nhất mấy món chiên xào mà, ăn miết luôn. Bây giờ thì anh biết nguyên nhân tại sao mình bị chướng bụng nè, rồi mặt nổi mụn từ lưa lên hết. Nè Xoài, anh nghĩ á, bây giờ em phải chia sẻ với Dr. Khỏe chuyện này. Ơ, chẳng lẽ không có cách nào nữa sao? Chị nên tìm Dr. Khỏe đi ạ. Thôi được rồi, để chị lê lết tấm thân này đi tìm gặp Dr. Khỏe vậy. Nè, để anh dẫn em tới chỗ Dr. Khỏe nha, đi với anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Ủa, đến giờ hẹn rồi mà không thấy Quỳnh Đông đâu ta? Dạ, Dr. Khỏe. Tại Quỳnh Đông nói chuyện với mấy bạn nhỏ này cho nên tới trễ, Dr. Khỏe đừng có giận nghe. Không sao, không sao. Còn Xoài, sao con lại ở trên đây vậy? Đúng rồi, Dr. Khỏe. Nhờ Dr. Khỏe coi giùm tình trạng của em Xoài. Không biết em bị cái gì mà da dẻ nhợt nhạt, rồi nổi mụn từ lưa hết trơn nè. Hả? Con bị gì vậy Xoài? Nhìn từ bên ngoài á, da con sạm, không mịn màng, nổi nhiều mụn. Tôi khỏe ơi. Dạ, con không dám nói đâu. Con lại sợ Dr. Khỏe rầy la hay trách mắng gì sao? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ Dr. Khỏe, chuyện này để Quỳnh Đông nói cho. Tại vì em Xoài á, ăn quá nhiều đồ ăn chiên dầu mỡ cho nên á, nóng trong người, rồi nổi mụn từ lơ hết. Sợ Dr. Khỏe la nên không dám nói ra đó. Dạ đúng như vậy đó Dr. Khỏe ơi. Dr. Khỏe ơi, đừng có la mắng con nha. Dr. Khỏe, xin chia sẻ thông tin về một loại trái cây có nhiều chất xơ, có nhiều vitamin, khoáng chất, có lợi cho sức khỏe đó. À, vậy là cái loại trái cây này á, giúp cho mình tiêu hóa tốt, cải thiện tình trạng đầy hơi chướng bụng, đúng không Dr. Khỏe? Đó chính là trái tắc đây. Chất xơ nhiều giúp hệ tiêu hóa hoạt động tối ưu hơn. Tắc còn có một lượng lớn canxi, kali, phốt pho cùng magie. Hàm lượng vitamin C cao đáng kể, cũng như là vitamin A dồi dào trong cơ thể của em đó ạ. Vậy là khi mình sử dụng tắc sẽ giúp cho cơ thể của mình tăng khả năng miễn dịch, đúng không Dr. Khỏe? Đúng rồi đó Quỳnh Đông. Việc hấp thụ đầy đủ vitamin C sẽ giúp củng cố rào phòng vệ của hệ miễn dịch đó. Không ngờ là công dụng của tắc lại nhiều như vậy. Chắc chắn là sau chương trình này, Quỳnh Đông sẽ sử dụng tắc hàng ngày, thường xuyên để cải thiện lại sức khỏe của mình. Trái tắc còn giúp mái tóc chắc khỏe, mềm mượt. Vitamin A trong trái tắc sẽ giúp bạn có một đôi mắt sáng và khỏe. Đây đúng là một thông tin bổ ích nè, cảm ơn Dr. Khỏe nhiều lắm luôn. Dạ em là tắc siêu nhân mà. Tắc, bây giờ anh mê em luôn rồi đó nha. Em bệnh, em xấu á, nên không ai thèm quan tâm em hết à. Nghe lời Dr. Khỏe, ăn uống lành mạnh nha con. Nè Xoài, theo anh á, em chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống của mình thôi là anh đảm bảo với em sẽ vừa đẹp nè, vừa thu hút lắm luôn á. Dạ, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn mọi người đã động viên em. Thật là nhiều thông tin bổ ích đúng không quý vị khán giả. Nhưng mà tiếc quá, thời lượng chương trình thì cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Dr. Khỏe cùng các bạn nhỏ xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau nhé. Xin chào quý vị khán giả.